cho con trai 15 tuổi vào cầm lái máy bay, người cha vô tình tạo ra thảm kịch khiến 75 người ra đi mãi mãi. Một trong những thảm kịch của ngành hàng không gây chấn động toàn thế giới khi cướp đi sinh mạng của 75 người, đồng thời là một sự cố cho thấy rằng phần lớn các vụ tai nạn máy bay xảy ra là lỗi do con người, chứ không phải bất cứ yếu tố nào khác. Quay ngược đồng hồ thời gian khoảng 30 năm về trước, vào ngày 23 tháng 3 năm 1994, chiếc Airbus A310-308 của hãng hàng không Aeroflot nước Nga khởi hành từ sân bay Sheremetyevo ở thủ đô Moscow đến sân bay quốc tế Cai Tak ở Hồng Kông. Trên máy bay bao gồm 12 phi hành đoàn và 63 hành khách, trong đó có hai đứa con của phi công Yaroslav Kudrinsky là Yana, bé gái 13 tuổi, và Elda, con trai 15 tuổi. Mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường khi máy bay cất cánh suôn sẻ trong thời tiết đẹp vào lúc 16 giờ 39 phút vào giờ địa phương. Hành khách sớm ổn định chỗ ngồi cho chuyến bay đêm kéo dài 9 tiếng đồng hồ đến Hồng Kông, nơi mà tất cả những hành khách ở trên đây đều không biết rằng họ sẽ mãi mãi không thể đến được. Phi hành đoàn của chuyến bay 593 gồm có 3 phi công, trong đó cơ trưởng là Andrei Viktorovich Danilov, 40 tuổi, người thứ hai là cơ phó Biskayov, 33 tuổi, và người thứ ba là phi công cứu trợ Yaroslav Kudrinsky, 39 tuổi, người dắt theo hai đứa con của mình đi cùng. Vào nửa đêm sau của ngày 23 tháng 3, khi máy bay đang ở độ cao 10.100 m và bay ở chế độ tự động, phi công cứu trợ là Kudrinsky nhận quyền chỉ huy chuyến bay. Lúc này, cơ trưởng Danilov được quyền nghỉ ngơi trong cabin. Vào khoảng 0 giờ 43 phút, Kudrinsky cho phép cô con gái Yana 13 tuổi ngồi vào chỗ của phi công. Lúc này, ông điều chỉnh thủ công cài đặt hướng đi của chế độ lái tự động để tạo ấn tượng với con gái rằng Yana đang lái máy bay. Vài phút sau, vào lúc 0 giờ 51, Yana nhường ghế cho anh trai là Elda, 15 tuổi. Hành động này đã tiếp tay cho thảm kịch xảy ra khi không hiểu vì lý do gì. Phi công Kudrinsky cho phép Elda thao tác các bộ điều khiển, có lẽ vì tin rằng hệ thống lái tự động đang điều khiển máy bay và mọi đầu vào điều khiển từ Elda sẽ không có tác dụng. Vào khoảng 0 giờ 54 phút, Elda đã thao tác cần điều khiển trong hơn 30 giây với lực đầu vào lên tới 10 kg. Hành động này của cậu bé đã đưa hệ thống quay trở lại trạng thái điều khiển bằng tay và vô tình khiến cho động nhiên của máy bay bị ảnh hưởng. Ngay lập tức, đèn báo được bật sáng để nhắc nhở các phi công về sự thay đổi này. Tuy nhiên, cả Kudrinsky và hai phi công còn lại do đã quen với chế độ cảnh báo bằng âm thanh khi chuyển chế độ trong các máy bay do Nga sản xuất vào thời điểm đó, nên họ không hề nhận thấy đèn bật sáng và cứ thế để máy bay tiếp tục nghiêng. Cho đến khi các phi công nhận thấy điều bất thường và cố giành lại quyền kiểm soát máy bay, thì mọi thứ đã quá muộn. Chiếc máy bay bị rơi tự do với vận tốc 70 m một giây và đâm qua các ngọn cây mọc trên sườn núi ở Novokhanets, Alatau. Hậu quả khiến chiếc máy bay bị phá hủy hoàn toàn và ngọn lửa bắt đầu bùng cháy, bao trùm cả một vùng xung quanh, khiến 75 người, bao gồm toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ chỉ đến được địa điểm tai nạn lúc 6 giờ sáng hôm sau. Những gì họ chứng kiến thực sự kinh hoàng. Phần còn lại cháy đen của chiếc máy bay chỏng chơ giữa lớp tuyết ngã màu vì nhiên liệu và đám cháy. Các mảnh thi thể và đồ vật vương vãi khắp nơi. Xác máy bay tiếp tục cháy thêm 4 ngày nữa. Ban đầu, hãng hàng không Aeroflot phủ nhận việc những đứa trẻ được cho vào buồng lái. Tuy nhiên, sau khi hộp đen được tìm thấy và khôi phục, bản ghi âm thu thập đã tiết lộ toàn bộ cuộc hội thoại diễn ra bên trong, vạch trần sự thật về nguồn gốc tai nạn thảm khốc này. Thank you.